suy niệm với linh mục Nguyễn Trung Tây, dâng con lên Chúa. Một lời xưng tội thật thà: mẹ tôi không thích tôi bỏ nước Mỹ cho những sinh hoạt truyền giáo ở những vùng đất rất xa và rất lạ, Úc Châu miệt dưới, Philippines ngàn đảo và giờ này là Papua New Guinea. Khi mẹ tôi còn sống, bất cứ khi nào gọi về chuyện mẹ chuyện con hoặc là vào dịp Giáng sinh, Tết, giữa những cuộc trò chuyện, đặc biệt là khi cụ trong mình không cảm thấy ổn, mẹ tôi hay hỏi: vậy khi nào con sẽ về nhà? Tôi: chưa mẹ. Mẹ, về nhà là về đâu? Mẹ tôi trả lời thẳng thừng: thì về Mỹ chứ còn về đâu? Xin đừng ngạc nhiên vì câu tuyên bố thẳng như ruột ngựa của bà cụ. Trước khi gia nhập vào ngôi lời, tôi có một thời kỹ sư tại thung lũng Silicon, California. Bởi thế mẹ tôi hay hỏi tôi nhiều lần cùng một câu hỏi: vậy khi nào? Thật vậy, bà cụ không bao giờ thích hình ảnh thằng con trai rời bỏ sự nghiệp ở vùng đất hứa và luôn cả mẹ của hắn trẻ đi truyền giáo đó đây ở những vùng đất khỉ ho cò gáy. Để giảm bớt nhiệt và không khí căng thẳng trong khi đang đối mặt với câu hỏi vậy khi nào, tôi thỉnh thoảng trêu chọc mẹ tôi bằng một câu tếu táo: mẹ, chuyện này mẹ phải đi hỏi Chúa, con đang bận việc của Ngài, bất kỳ cứ khi nào Chúa đuổi con, cho con nghỉ việc, khi đó con sẽ quay về Mỹ. Ơi mẹ tôi, người phụ nữ đã nghỉ yên ở tuổi gần 100, người phụ nữ nổi bật với nét khi nào mẹ cũng là đại tướng 4 sao, và dù thế nào đi nữa, tôi vẫn chỉ là thằng con trai thứ 8 của mẹ, không hơn không kém. Chuyện của mẹ tôi nhắc nhở tôi bài tin mừng Luca chương 2. Khi đến ngày phải hoàn thành các yêu cầu của bộ luật Môi-sen, Mary và Joseph đến đền thờ để dâng con trai đầu lòng của mình lên Thiên Chúa. Và theo luật của Do Thái, con trai đầu lòng của mọi gia đình phải được dâng lên cho Thiên Chúa. Tuy nhiên, một gia đình vẫn có thể chuộc lại em bé trai bằng cách dâng lên một chú chiên con cho Thiên Chúa. Sau đó, cha mẹ được quyền nhận lại con trai của mình. Mẹ Maria, giống như bất kỳ một người mẹ nào trên trái đất, chắc chắn không thích ý tưởng dâng người con trai duy nhất của mình lên cho Thiên Chúa. Bởi thế, chúng ta sẽ không ngạc nhiên khi nhận ra phản ứng quyết liệt của mẹ trước khi đáp ứng lời thật là bất ngờ của cậu con trai 12 tuổi Giê-xu trên sân đền thờ. Suy niệm, tính chiêm hữu là một phần bản chất của con người. Vì vậy, thật hợp lý nếu một người mẹ không bao giờ thích con mình thuộc về bất cứ một ai, ngay cả với Thiên Chúa. Nhưng người phụ nữ của thôn Nazareth đã phải đối mặt với cây thánh giá đời được gửi tới qua những biến cố đời thường. Tuy nhiên bao giờ cũng vậy, mẹ Maria vẫn chỉ luôn đáp một lời kinh ngắn gọn: xin vâng, ngay cả lúc mẹ đang đứng dưới chân cây thập giá của con trai mẹ. Giây phút đó thật là một khoảnh khắc ấn tượng cho một người mẹ. Riêng mẹ tôi sau khi hỏi tôi vậy khi nào, bao giờ cũng thế, mẹ tôi vẫn chỉ kết luận với một câu tương tự: mẹ không thích con làm việc ở một vùng đất xa lạ, nhưng mà nếu con hạnh phúc, mẹ sẽ vâng theo ý Chúa. Mẹ tôi đấy, người phụ nữ đã nghỉ yên trong Đức Giê-xu phục sinh ở tuổi 99. Suy niệm 2, người tín hữu chúng ta có thể học hỏi từ mẹ Maria qua lời kinh ngắn xin vâng trong khi đối mặt với những trở ngại trên hành trình đức tin. Xin mời đi theo bước chân của bà quá nghèo trong Marco chương 12, câu 41 tới câu 43. Mặc dù chỉ còn lại 2 đồng xu nhỏ, tất cả những gì bà có trong túi để sống, bà ta vẫn sẵn sàng dâng lên 2 xu tất cả lên cho Thiên Chúa. Lời nguyện: lạy Ngài,
xin cho con thấy. Amen. Offering her child to God by Father Michael Nguyen, SVD. My mother was displeased that I had been so far away from the family and the U.S., embarking on a mission journey in a very distant land, the land of the kangaroos. Whenever I called her, especially during Christmas and the celebration of Tet, in the middle of our conversation, very often, in her anxious manner, particularly when not in a good mood, she would ask me, "So, when are you coming home?" "Mom, what do you mean by me coming home?" I teased her. "Back to America," she responded frankly. "Well, well, well, what do you expect?" Before joining the SVD missionary congregation in 1997, I had worked as an electrical engineer in Silicon Valley in California. So don't be surprised if my mother keeps bombarding me with the same question, "So when?" For she had never liked the idea that her son, a blue-collar engineer, would leave a good career in the promised land, his family, and his mom, for a missionary call in foreign lands. To ease her tension, and mine, I guess, while being confronted by my mother with the question, "So when?", I occasionally tease her by answering, "Well, you have to ask God. I am busy with his business. Whenever God releases me from the job, I'll go home." "Oh, my mom, the lady who is above 92 years old and yet is still a standout with her maternal traits. She is still very much a mom, and no matter what, I am still her son, her own baby." When the day came to fulfill the requirements of the Torah, Mary and Joseph came to the temple to present their first child to God. Note that according to Jewish law, the first son of the family must be offered to God. A family, however, could redeem the child by offering a lamb to God. Then the parents would receive their son back. Psychologically speaking, Mary, just like any mother on earth, maternally, certainly did not like the idea of offering her only son to God. This sort of resistance was more or less illustrated in the episode of Jesus getting lost in the temple and the way Mary reacted to the incident. Possessiveness, I guess, is just a part of human nature. So it does make sense if a mother, in human fashion, never likes to give away her child to anyone, I suppose even to God. Mary faced the cross center. However, in the end, Mary always responded, "Let it be done to me," even at the moment while she was standing at the foot of her son's cross. What a dramatic moment for a mother. Eventually, my mother would say, "I don't like you working in a foreign land, but if you are happy, I will surrender my will to God's will." What a strong statement from a lady who passed away at the age of 99 years old. Let us learn from our beloved Lady Mary by being willing to say, "Let it be done to me," while facing obstacles on our own journeys of faith. Let us learn from the poor widow in Mark chapter 12, verses 41 to 43. Despite having only two small coins left, that's all she had in her pocket to live on, she was willing to give them to God. What a brave woman who had such a strong faith in God. Nơi thôn nghèo năm
dâng lên. Thân cầu cùng ba đấng cho trần gian an vui thái hòa, cho niềm tin muôn đời kiên vững, cho tình yêu dâng tràn sức sống, muôn dâng tràn sức sống. Và cuộc đời là muôn đóa hoa đẹp tươi. Mai gia đình an vui, sống giữa đời cân lao, gặp nhiều bao sóng gió, nhưng thánh gia chung kiên một niềm, vâng ý cha không than lụy phiền, chọn niềm tin, niềm tin son sắt muôn đời. Xin thành kính dâng, xin thành kính dâng thân cầu cùng ba đấng, thân cầu cùng ba đấng cho trần gian an vui thái hòa, cho niềm tin kiên vững, cho tình yêu dâng tràn sức sống, luôn dâng tràn sức sống. Và cuộc đời là muôn đóa hoa đẹp tươi. Bao nhiêu là cậy trong nơi Chúa quan phòng. Xin thành kính dâng, xin thành kính dâng thân cầu cùng ba đấng, thân cầu cùng ba đấng cho trần gian an vui thái hòa, cho niềm tin muôn đời kiên vững, cho tình yêu dâng tràn sức sống, luôn dâng tràn sức sống. Và cuộc đời là đây ước nguyện đời con mãi giữ tròn lòng son, tình thủy chung thắm thiết, nâng đỡ nhau khi vui hoặc buồn, thương mến hơn khi qua đoạn trường, và cùng nhau dựng xây nên mãi gia đình. Xin thành kính dâng, xin thành kính dâng thân cầu cùng ba đấng, thân cầu cùng ba đấng cho trần gian